Ok nha, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay chúng ta chơi một cái level vô cùng mới, đó là màn xe công anh em. Xe đầu kéo này. Thì cô là đi tìm của con. Stun Lover. Là một chiếc xe đầu kéo rất là đẹp anh em. Đây là gì? Start. Ồ, đường này, wow. Đua xe công luôn anh em ạ. Wow. Hơi nhầm nhọt một chút nhưng không sao. Tiếp tục. Ok. Lệch. À, cái này đua xe là rất là hay đấy anh em ạ. Xe đua nó cũng ở trong một phần chơi game của Heavy cơ mà thôi. Ui da. Nó hơi bị nát một chút nhưng đua xe anh em rất là bài rất là vui anh em ạ. Cua ấy thì gần như không thể cua được. Thôi sao rời trong vực sâu vô tận đấy nhỉ. Trở lại đi. Đừng một chiếc xe công nhỉ. Rất là lắc, không thẳng rồi nhỉ. Khói cả bánh không lên đi. À, khỉ gãi. Đi ở cái màn sắt này nó không được thẳng lắm anh em ạ. Phanh không tác dụng. Phanh gần như không tác dụng các anh em ạ.
Đấy, ta đu đến màn này, chạy cái đường sắt này nó chỉ cần hơi lái một chút là nó bị đánh lái rất nhiều. Kiếp con cua đến lay thì cái phanh này gần như là không có tác dụng mà con ạ. Đi có lòng chảo mày, mày vậy vẫn vượt được các bạn. Wow. Đi rất là rích rắc. Để có hai cái tăng tốc pha. Wow. Này thì trượt vẫn là bãi vai xin vĩnh biệt cụ luôn đấy các bạn, lên dốc khói đen xì đường cua rất là khiếp. Ok, tí nữa lại xin những biệt cụ lệch nên trong cái nó có cái màn đua xe công này nhất. Oh, xin vĩnh biệt cụ. Lạng lách đánh võng rồi nhỉ. What the? Ok. Lệch. Màn đua nó rất là đẹp, trườn đua của nó rất là đẹp. Ồ, xin vĩnh biệt cụ. Để nó khen nó xong. Ồ, xin vĩnh biệt cụ.
Thôi, xin vĩnh biệt cụ mà nó khá là khó anh ạ. Về đi chậm thì nó lại không chịu. Xin vĩnh biệt cụ. Xin vĩnh biệt cụ. Mà khả năng chúng ta đi chậm mình nhỉ, nên đi quá nhanh dẫn đến xin vĩnh biệt cụ. Xin vĩnh biệt cụ. Đi thật chậm mà thôi con ạ, lần này tôi sẽ đi thật cẩn thận và không cần đi nhanh nhé. Thì nhanh rất là nguy hiểm và nó chấp nhận đi với tốc độ vừa bò anh ạ. Để có thể qua cái màn khá là khoai này. Ta sẽ lấy đà để vượt qua. Ok các bạn, cái phần này nó chưa trong cái game, vẫn là trong cái game đấy thôi anh em ạ. Customize Speed Control.